Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dụng cụ rất là mới của Diện Chẩn, đó là xe lăn 4 cầu HIT do thầy Bùi Quốc Châu phát minh. Thì đây là một sản phẩm rất là đẹp các bạn ạ, rất là chắc chắn và đẹp. Khi mới bắt đầu mình nhận được cái xe lăn 4 cầu HIT này trên tay ấy, mình cầm lên đã phải rất là ngạc nhiên rồi. Đó, thì thiết kế của xe lăn 4 cầu HIT này như thế nào? Thì nó có 4 cái quả lăn tròn như thế này. Đấy. Trụ nó nối bằng cái thanh inox ở giữa, sau đó có cái trụ ở giữa này, sau đó có tay cầm rất là chắc chắn. Nó nặng 400g các bạn ạ, nặng 400g nhé. Chiều cao này là 9 phân, chiều rộng là cũng 9 phân và chiều dài là 12 phân, nặng 400g. Đó. Thì nó có tác dụng là gì? Các bạn cầm này, khi mình đẩy như này, các bạn thấy không nào, nó sẽ véo ra vào, thấy không nào? Véo ra, đấy, không khác gì cái động tác véo trong massage. Nhưng mà nó sẽ có 4 cái xe lăn như này, nó hít vào này. Trước đây mình có cái lăn hít đôi rồi, nhưng mà bây giờ mình có cái xe lăn rồi, mình cầm hoàn toàn không hề mất sức tí nào, nó sẽ véo da của mình lên, đấy, véo da. Tác dụng của nó là gì? Làm săn chắc da thịt các bạn ạ. Săn chắc da thịt, cho nên là gì ạ? Nó sẽ chống sệ bụng, đấy, nó làm săn chắc da bụng, chống sệ mông đùi, đấy. Đồng thời là gì nào? Nó sẽ làm giảm đau, chữa thoái hóa rất là tốt. Mình lăn khắp ở trên tay, trên chân, trên ngực, trên bụng, trên đùi, cứ đau bất cứ chỗ nào hay chỗ nào cần làm săn chắc mình sẽ làm chỗ đó. Và cái tác dụng của nó làm thư giãn, massage rất là dễ chịu. Đó, nó véo lên như này và nó rất êm ái nhé các bạn nhé, không hề thấy đau thế nào, nó giống như nó hít da mình vào như thế này. Thì thông thường ấy, chúng ta sẽ có một cái bài massage là gì, chúng ta sẽ dùng cái lăn, cái búa, cái gõ hết đi, sau đó chúng ta sẽ dùng cái này cuối cùng. À, tạo cho khách hàng chúng ta cảm giác rất là thư thái, dễ chịu. Đấy, các bạn có thể lăn hoặc là các bạn vừa hít này, các bạn vừa véo này, vừa lắc này. Đấy, vừa để lên, để xuống, vừa lắc như thế này, nó cũng rất là đã, đúng không nào? Vừa hít. Và cái này các bạn không chỉ làm ở tay này mà các bạn làm cả trên lưng nhé các bạn nhé. Các bạn để cuộc sống ở giữa, sau đó các bạn dùng cái này, các bạn lắc hai bên này, lắc hai bên hoặc đẩy như này. Đấy, nó vừa hít này, nó hít ra và sau đó mình đẩy này, đẩy này, véo này, véo này, đấy, véo, đấy, véo như này. Rồi các bạn để ngang như này, lắc như này, được. Hoặc là gì? Các bạn sẽ cầm cái này, cầm này. Các bạn đẩy, dùng cán của nó, mình tận dụng này, đẩy này, đấy. À, cách dùng cây xe lăn hít này để mình đang chữa đau lưng này, mình sẽ dùng, mình cầm cái đầu cán này, mình đẩy này, đấy. Đẩy cả lên cả xuống như này. Bệnh nhân nằm xuống thì mình làm nó sẽ tốt nhất. Bên này cũng thế, lên cả xuống. Mình có thể làm trực tiếp ở trên da lưng nhé, trực tiếp ở trên lưng thì nó sẽ hít da, nó làm săn da. Bên này cũng thế, làm trực tiếp như vậy. Bây giờ các bạn thấy này, ở giữa đây là cột sống này, chúng ta sẽ đẩy giữa hai bên cột sống như thế này. Đẩy giữa hai bên cột sống. Các bạn đẩy vài chục cái, sau đó chúng ta sẽ đẩy xuống dưới như thế này. Đấy, thì cái này á, thực ra là các bạn sẽ làm trực tiếp ở trên da, nó sẽ hít da vào thì nó sẽ tốt nhất. Đẩy một cái rồi sau đó mình để này, để da ở giữa này, mình đẩy này, đấy, đẩy, đấy, mình lắc, lắc đều, đấy, lắc đều, đấy. Sau đó này, mình xoáy này, xoáy, mình xoáy hai bên cột sống luôn nhá. Xoáy này, xoáy rồi sau đó mình đẩy giữa cột sống. Bản chất của nó là làm khí huyết lưu thông để giảm đau, thư giãn, massage lưng, chữa thoái hóa, chữa đau lưng. Sau đó các bạn này, chúng ta sẽ dùng cái cán này của nó này, chúng ta đẩy này. Đấy, đẩy. Đấy, đẩy. Sau đó này, chúng ta có thể dùng chỉ hai cái đầu này thôi này, chúng ta đẩy này. Đấy, đẩy này. Lắc đấy, để lắc, đấy là ở trên vùng lưng, vùng mông. Bây giờ ở trên vai, vai chúng ta đẩy hai bên vai, đẩy đấy. Đẩy hai bên vai rồi đấy, đấy là trên lưng. Còn bây giờ ở trên bụng này, bụng này thì mình sẽ đẩy lên, để xuống như này, lên xuống như này, để nó làm giảm béo, nó làm săn chắc da bụng, chống sệ bụng. Để lên xuống, sau đó ở dưới này mình sẽ để ngang như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ làm như này á, khoảng vài chục cái cho nóng lên.
Sau đó chúng ta có thể làm sang cái vùng bên cạnh này, có thể làm 10 đến 15 phút như vậy. Rồi, thank you. Như vậy mình vừa giới thiệu xong với các bạn xe lăn 4 cầu hít. Rồi, chúc các bạn thành công nhé.